Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor giảm tốc TKM trục ra vuông góc, công suất 1.1 kW, 1.5 HP, 1.5 ngựa, lắp với hộp giảm tốc TKM size 63. Đây là phần trục ra cốt âm. Đường kính trục ra âm là 25mm. Ngoài ra cũng có thể sử dụng trục ra là trục dương. Đường kính trục ra dương là 25mm. Có tổng chiều dài là 520mm. Ngoài ra quý khách cũng có thể sử dụng hộp giảm tốc TKM và motor mạch bích nhỏ B14 này. Loại này thì chuyên dùng để lắp trong những nơi có không gian chật hẹp. Quý khách cần tư vấn thêm có thể liên hệ với công ty chúng tôi, công ty Minh Motor, số điện thoại 090 146 0163. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng